một ly trà sữa và một chai dừa các bạn sẽ uống gì? Một ly trà sữa Sunny có thể mua được 5 chai dừa, vậy nên là hôm nay con cả xe này luôn á. À, chốt đơn luôn cả một xe dừa. Dạ vâng, chú cứ chở sảnh nha, con tự mang mát bác lên. Cả xe này tầm hơn 30 trái gì đó, bằng mấy ly trà sữa ấy mà. Mua về vừa thỏa mãn đam mê uống dừa, vừa giúp chú đỡ phải đi lòng vòng trời nắng. Và cũng tặng cho anh bảo vệ 3 trái cùng với một lời dặn: hôm sau mà em có hàng thì xếp riêng cho em nhé. Anh bảo vệ chỗ mình dễ thương lắm, shipper giao hàng toàn là giữ dùm với lại cất dùm thôi. Hôm nay Sunny mới có cơ hội sử dụng cái xe đẩy này của chung cư này. Với một đống dừa hơn 30 trái này các bạn sẽ làm gì? Hỏi thế mà cũng hỏi. Thì mình có thể uống nước, cùi non thì ăn với sữa chua, cùi già thì mang đi kho thịt nấu chè hoặc là làm mứt cho ngày Tết nè. Thái cùi dừa ngâm với muối và nước chanh cho nó ra dầu và đỡ bị thâm mất. Rửa với nước nhiều lần cho tới khi nước trong thì thôi. Bắc sẵn một nồi nước sôi và một tô nước đá. Dừa rửa sạch rồi mang đi trụng với nước sôi nha. Dừa non thì có thể trụng 2-3 phút thôi. Dừa già thì có thể trụng 5 đến 10 phút nhá. Sau đó là nhúng đá và các bước tiếp theo thì hỏi em gái tu. Xong dớt ra để trên ráo ngâm đường. Lâu nhỉ? Ngâm đường nên làm buổi chiều để ngâm dừa qua đêm 7-8 tiếng. Cho nó thấm vô đường hết rồi xong có vani thì bỏ vani, có màu bỏ màu xong đem sơn. Đây là khúc ngâm đường nè, nhìn dừa trong sợi mì luôn. Mà em tôi nói vậy các bạn hiểu không ấy? Không hiểu thì nhớ hỏi tôi nha. Em tôi rộng phăng rang Ninh Thuận đó. Sau 7-8 tiếng thì mang dừa đi xê. Xê đến khi nào ra phân trắng. Trời ơi, mứt nó thơm. Nó mềm mà nó dẻo dẻo ấy. Từng sợi dừa nó thấm. Nói chung là ngon đó.